bằng lòng theo anh về quê, kiều giang mình đi trên đường đê, nắng mai chẳng qua cho gia đình mình thành xưa gia trong lối về. Nhịp cầu đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh, đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Đường gập ghềnh cầu che khó đi, có xa xôi em cũng đi theo chàng, lòng bồi hồi chờ mẹ cha mỗi mặt, ngày dù khuya anh đưa em về Vinh. Vui sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương sâu treo ghé tối ta tình ta, mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều giang mình đi trên đường đê, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh, đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh yêu em mình ơi. Chính voi ngà, chính con gà, chính con ngựa có hồng mau, xin lễ linh đình hay làm âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao, gặp mặt hai bác anh hỏi cưới, chờ đợi ý em muốn làm sao, mấy năm yêu rồi giờ làm đám cưới sao, nay con làm giàu. Vui sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương sâu treo ghé tối ta tình ta, mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều giang mình đi trên đường đê, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh, đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Ơi họ ơi, nguyện đi theo anh đến trọn đời. Trọn đời ai yêu em bằng anh, giấc mơ tuyệt vời anh đón em về, giờ thì em kêu anh mình ơi. Tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi, cũng thôi, có em là nhất.
về anh trông không lỡ mất duyên tơ hồng. Đang ăn giò gà nhiều. Kính thưa chính quyền địa phương xã Tại và kính thưa gia tộc nhà gái, thì như là giao ước giữa đôi bên hai họ, hôm nay hai họ đã tiến hành ra mắt lễ đính hôn cho hai cháu.
thì tôi xin được phép đại diện cho gia đình họ nhà trai đến đây để trước rốt chung rộn để xin trình giờ để cho xin phép họ nhà trai gái để cho họ nhà trai được nhập gia để ra cái lễ đính hôn. Xin mời anh đại diện phải không? Anh sao? Hai ông đại diện như đám lục bình con gái nơi này là phù sa. Anh thân trai lãng tử đã từng có nét phong trần là từ cha. Bước một vòng vùng xuống nước của miền Tây, ăn miếng bánh xèo bảo đảm em ghiền ngay. Để anh lội xuống ao bắt lên từng con cá lóc, nướng lên cái thành phất cả uống miếng rượu chạy khá bốc. Nắng chiều tà xin qua tán lá em đừng ngại để anh che. Em ngâm nga câu hò theo điều lý yêu anh nghe. Người miền Tây tụi anh tuy là lẽ hơi gài gốc, nhưng hò ca thuộc hàng xuống dách là bữa nào quậy cũng hoài nóc. Em chịu thì về miền Tây anh sống cùng đàn trâu. Rượu nhà anh cả đống mà chỉ thiếu một nàng dâu. Tí hằng nói với anh kiếm cho tao đàn cháu. Hổng lo cứ cho sớm mày càng già nhìn càng xấu nghe không. Ôi đóng hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu. Anh thấy em là nhỏ xíu, cái chút xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm trăng nhớ em buồn buồn khóc. Mình anh ca điều lý quá câu. Bằng lòng đi em, bằng lòng. Bằng lòng theo anh, bằng lòng. Bằng lòng đi em, bằng lòng. Bằng lòng theo anh. Kính thưa chính quyền địa phương sở tại, kính thưa quý tộc hai họ, kính thưa quý tộc họ nhà gái, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024, thì gia đình đôi bên đã có tổ chức cái lễ đính hôn cho hai cháu. Thì tôi xin được phép đại diện cho họ nhà trai đến đây để trình buổi lễ hôm nay. Thì trước tiên để trình buổi lễ, tôi cũng xin phép được giới thiệu là bên họ nhà trai đến đây đã có là gồm 40 người. Trong đó là có ông, về ông bà thì có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Về phần cô bác thì có cô, có bác, có chú, thím, dì, dượng và tất cả anh em của chú rể. Và sau đó cũng có song thân của chú rể. Thì tôi trình xin giới thiệu vừa xong, thì tôi trình qua cái lễ buổi lễ đến hôm nay. Thì họ nhà trai cũng đem đến là trước là khai trầu rượu lễ để kính lên gia tiên ông bà quả dạng. Rồi sau nữa cũng có 6 quả, trong đó là 6 quả quà gồm có trầu cao, rượu, trà, bánh, trái cây, bánh phu thê và quả bánh kem. Rồi xin hết vào phần là trình lễ, nghi thức nghi lễ trong buổi lễ. Và tiếp theo tôi cũng là nêu luôn về quả phần, rồi coi như về nữ trang. Trước khi nêu vào phần thử trang thì hôm nay họ nhà trai đã có, gia đình họ nhà trai đã đến cũng phụ cho họ nhà gái trong buổi tiệc hôm nay và đến ngày buổi nước thiệt hỏi, và cho trang quần áo cho cô dâu là tổng là 50 triệu tiền Việt Nam. Còn về phần nữ trang cho cô dâu thì nhà trai, gia đình nhà trai cũng cho cô dâu của mình là một cây vàng 24, hai bộ vòng, một cặp nhẫn cưới và đôi bông tai. Thì con chia có vậy vậy con nghe.
trong mắt bay. Làm sao cho anh đến đây và hỏi cưới em mới hay. Yeah, mát bê, mát bê. Mà anh bao rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Giống như ba của tôi mà tìm mãi mới gặp được anh mà. Chúng ta quen nhau lâu rồi, cũng đã ôm hôn nhau luôn rồi. Giống như bao lời anh hứa, giấu mọi người làm chi nữa. Người già vợ không quen em để em phải đau buồn hả. Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi. Để khi hai vạch mới cưới, khôn như anh quê em đây. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi. Vì em thương người mới thế, anh có ra sao vẫn về. Cưới đi thôi anh ơi. Phi vụ cả trăm ngàn tỷ, xin lễ cũng chẳng có gì. Một chai rượu mừng, một tấn vàng y. Em ơi, mình cưới nhau đi. Kể từ cái ngày xét đánh không chắc, thì anh đã kết lấy em về nhà. Chút sợ vậy luôn cho bất công trời. Ngày mà em va vào cuộc đời anh, phá tan cô đơn và đã không đo là em đã nợ cả đời, kiếp nợ thằng cu tí. Mình cưới nhau đi. Má bè, má bè. Mẹ anh bao giờ chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Quan tâm thế cho nhai giờ tính xa. Mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi. Một, hai, ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa phá vây nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi. Một, hai, ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa phá vây nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình.
cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi, ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khóc đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều qua anh tới đưa nàng mà về dinh. Anh thưa mấy cậu đi qua cầu để đón em nè, qua cây cầu nhỏ xíu lắc lư, qua mấy nhịp cầu che nối bên dòng sông. Ôi mấy nhịp cầu tre bắc con kiến ở trên lầu cao, mang trầu đưa lối hướng bên nhau dài lâu ta đã xây lâu đài cao nà. Có bao nhiêu tiền cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta, muốn lấy em về sang nhà làm dâu, nhưng trong túi anh không có tiền. Em gì ơi em thấy sao, ba mới thu về vàng dòng có mấy bao. Em thấy anh nghèo thì phải thương anh nhiều, túi anh không có tiền. Em gì ơi em thấy sao, nhà anh đây chắc nông dân không giàu sang chi lắm em ơi. Tết cũng muốn đi chơi mà bận mang vàng ra phơi. Anh đâu có chi đâu, trên là răng dưới hai chân nhân. Ba có mấy cây xăng, mẹ thì vừa mua thêm nhà băng. Vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiền ngỏ lời, hai gia đình chưa mong đăng hộ đôi. Sợ rằng em lấy anh sau này em bận cả đời. Cân vàng đồng tiền nó cực lắm, nếu trong túi anh không có tiền. Em gì ơi em chịu không, chỉ có chiếc đâu để cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta, muốn lấy em về sang nhà làm dâu, nhưng trong túi anh không có tiền. Em gì ơi
thì bắt cầu kiều, muốn con em đẹp cứ liều yêu anh. Tuy anh không có gì nhiều, gia đình tỷ phú nói vậy cho nhanh đi. Anh yêu em như 3, 5, 7 thôi, vì anh muốn cuộc tình mình không thể nào mà chia đôi. Mẹ anh thấy anh thương thầm em nên mới bắn luôn đi 3 đằng trâu, mang tiền qua thăm nhà em cho hai bác thấy đôi ta bằng nhau. Mẹ anh nói nếu có con dâu thì ghi tên luôn vô số hồng. Sao giờ anh còn hoài lông bông là sao? Là vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiện ngó lời, hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ rằng em lấy anh sau này em mần cả đời. Cân vàng đông tiền nó cực lắm, nếu trong túi anh không có tiền em gì ơi em chịu không? Chỉ có chiếc Âu đi cho gia đình anh đi mần nông. Đất không có nhiều cho nhà em 10 hecta, muốn lấy em về sang nhà làm dâu, nhưng trong túi anh không có tiền em gì ơi em thấy sao? Ba má thu về vàng dòng có mấy bao, em thấy anh nghèo thì phải thương anh nhiều. Túi anh không có tiền em gì ơi em thấy sao? Sạt thăm ruộng đồng, ruộng bao la lúa thơm,